Đầu tiên cho phép tôi thay mặt mọi nhà trai với lời chào và lời chúc sức khỏe với toàn thể quan viên hai họ và họ nhà gái. Rồi, xin một tràng pháo tay đi ạ. Tiếp theo thì cho phép đại diện họ nhà trai tôi xin tự giới thiệu. Trước tiên thì giới thiệu với lại họ nhà gái, tôi là anh rể của chú rể của em Hà. Tiếp đó là bên cạnh tôi là cạnh em Hà là ông Triệu là cha của em Hà. Tiếp bên cạnh đó là anh Phong là anh trai em Hà. Bên cạnh tôi đây là bà xã tôi là chị gái của em Hà. Và tiếp đến là em Đông là em trai của em Hà. Và bên ngoài là bảo hộ đỏ là chị Dung là chị dâu của em Hà. Và tiếp đến là cô Huyền là cho công ty của em Hà là anh Quang. Kính thưa quý đại diện cho dân tộc gia đình nhà trai, kính thưa thân sinh của cháu Hà, kính thưa của cháu Thủy. Đấy, và đây là bác ruột bên nội, đây là chị của ông Thụ. Đấy, và đây là bà nội của cháu Thủy. Đây là bác bên ngoại hôm nay cũng có mặt để tham dự trà tiên. Và cái tiếp đó là một cái vị một con người rất là phải đáng để cho hai ông ba ông hôm nay được gặp nhau phải say sưa, đó là ông Xui Đầu và ông Thụ. Đấy, hôm nay là ba ông sẽ bắt tay nhau và cùng vui cái ngày cưới thật là tuyệt vời này. Và đây là tiếp theo, đó là anh trai, ông là anh cả, thiệu và làm quen nhau để tiện. Rồi bác rót cái rượu này vào cái bình này. Cái này để cho ngoài. Thì thế này, cũng xin được phép thay lời cho gia đình ông bà Thụ Thao, anh chị tôi cũng như bà rồi dòng tộc, đặc biệt là cháu Thủy hôm nay chính thức được nhà trai có sinh lễ cũng với đại diện cho dòng tộc đến để làm cái nghi thức đính hôn cho hai con cháu của chúng ta. Thì cùng với sinh lễ thì trầu cau trái cây không ạ được kết thành rồng phụng. Nó tượng trưng, nó đại diện cho tứ linh, một trong những con vật thiêng liêng nhất, hai con vật thiêng liêng nhất hôm nay được nhà trai đến để quy tụ tại trước gia tiên của gia đình nhà gái, cũng như là xôi gà tượng trưng cho sự phồn vinh hạnh phúc ấm no của hai cháu hai con chúng ta. Và lát nữa đây thì sẽ dâng hương lên thờ gia tiên, cũng như bánh kem ngày tượng trưng ngày đính hôn của các cháu, và có đèn trà rượu để đến để chính thức làm cái ngày cưới cho các em có gia đình, cùng với tượng trầu chai rượu. Trên bàn tiệc thì cũng nhận thấy là có phần lễ như kim ngân đến để gia đình nhà trai. Tính nữa thì cũng là cái duyên của người con gái nữa, thì mẹ thay mặt sẽ làm cái này cho em, cho con, đúng không ạ? Và xin được thay lời cho gia đình chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn và xin được tiếp đón quý ông bà cha bác thuộc tổng tộc gia đình nhà trai. Và đặc biệt xin được cái phần trao lễ của trình lễ của gia đình nhà trai, thì gia đình chúng tôi xin được vui mừng đón nhận và xin được một cái bàn tay nữa. Vâng. Xin được cảm ơn. Để ghi hình cho đẹp thì ông bưng cái khay này lên, ông trao cho tôi. Tay đi ạ. Rồi, xin cảm ơn.
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. Thưa quý vị, mấy lâu ở với mẹ cha, ngày nay xuất xá để đi lấy chồng. Anh thương em, đôi má ứng hồng, đôi ta kết nghĩa vợ chồng từ đây. Và bao hồi hộp lo âu và hạnh phúc, trái tim nhỏ luôn nằm trong lòng lực. Có giây phút nào tin đậm chặt vì nhau. Họ đã chính thức tìm hiểu nhau và hôm nay chính thức trở thành đôi đến với nhau để cùng xây dựng hạnh phúc trong năm. Quý vị đã nhận lời mời cùng hiệp hồng đi vui về chung vui và chúc phúc. Vâng, để thay lời muốn nói những lời chào trân trọng, những lời tri ân của cô dâu và chú rể đến với ông bà cha mẹ, một tập khác với gia đình cũng như quý vị khách quý, xin mời hai cháu cùng nở một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ, nắm tay nắm chặt tay nhau, vai kề vai, chúng ta cùng cúi đầu chào quý khách, xin mời. Vâng, mấy cúi đầu khẽ khẽ, một nụ cười thật xinh xắn ở trên đôi môi đang lo cùng để giới thiệu quý vị hai gia đình cùng hiện diện về sân khấu ra mắt hai con của mình trong ngày cưới. Về phía gia đình họ nhà gái, xin được trân trọng kính mời thân sinh thân mẫu của cô dâu Thu Thủy, trân trọng kính mời ông Phạm Bác Thủ và Lê Thị Thao cùng với gia đình họ nhà trai, xin trân trọng kính mời thân sinh của chú rể họ Hà, trân trọng kính mời quý ông Lương Văn Triều. Xin được mời về sân khấu. Kính mời quý ông đại diện cho gia đình và nhà trai sẽ gửi lời chào đến
quý khách cũng như đến gia đình nhà gái, trân trọng kính mời ông. Ông cứ đứng bên kia để che mặt bố. Kính thưa quý ông quý bà cùng toàn thể quan viên thăm họ và quý vị đại biểu có mặt trong hội trường hôm nay, xin phép tôi thay mặt nhà trai lần đầu tiên cho các tôi gửi lời chào và lời chúc sức khỏe chân tình nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, hôm nay là ngày gặp lại của hai em chúng tôi. Thay mặt nhà trai, trước tiên cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới họ nhà gái và quan viên hai họ có sự tiếp đón tất cả chú đáo và đồng nghiệp. Và hôm nay cũng là chính thức ngày mà đại diện gia đình nhà chúng tôi trao em hàng ngàn về nhà rể ông Tụ và bà Thao. Và chính thức từ hôm nay hai gia đình chúng tôi trở thành thông gia đồng trắng. Nhân tiện đây chuẩn bị bước sang thềm năm mới, đón một năm Quý Mão 2023 và mùa Giáng sinh. Nhân tiện đây cho các tôi em bạn bè trai gửi tới quý quan viên hai họ cùng toàn thể bạn bè các quý lời chúc sức khỏe, lời chào chân trọng và lời chúc ăn mừng một mùa Giáng sinh vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào, cảm ơn những lời phát biểu rất là tuyệt vời và ấm cúng đầy tình cảm của gia đình họ nhà trai đến với những gia đình họ nhà gái, cũng như lời chào rất là thân thiện trân trọng đến với tất cả quý khách của nhà gái chúng ta hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông rất nhiều, chúc cho phái đoàn gia đình nhà trai có một ngày vui trọn vẹn, bên ngày mới ngày hạnh phúc của con em mình. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Vâng, cảm ơn quý vị, hôm nay thì sum họp chúc mai tình trong một khắc nghĩa giải trong năm để ghi được ngày cưới ngày hạnh phúc của tôi mình. Xin mời Hoàng Hà và Thu Thủy tiến về chiếc bánh cưới, chiếc bánh ngọt ngào hương vị của tình yêu, cùng tay trong tay Hoàng Hà kỷ niệm ngày cưới. Xin mời. Xin chặt tay nhau, xin chặt cho tình xui thông gia của hai gia đình, xin mời.